Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch thưởng sẽ ngồi cùng Taliban trên mâm của Tập Vào ngày 17 tháng 10, ông Võ Văn Thưởng lên đường thăm Trung Quốc Đây là chuyến đi thứ tư của nhóm tứ trụ Việt Nam sang Trung Quốc trong nhiệm kỳ này Trước đó vào ngày 30 tháng 10 năm 2022 Ông Nguyễn Phú Trọng dù đi không nổi cũng mang dâu đội mũ sang Bắc Kinh diện kiến ông Tập Cận Bình Ngay sau khi ông Tập Cận Bình đắc cử nhiệm kỳ thứ ba trên cương vị là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước. Chuyến đi thứ nhì và thứ ba là chuyến đi của ông Phạm Minh Chính vào ngày 26 tháng 6 và ngày 17 tháng 9 vừa qua. Ông Phạm Minh Chính đi Trung Quốc hai lần, cách nhau chưa đầy 3 tháng, được cho là đi để cân bằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Vào ngày 17 tháng 8, ông Võ Văn Thưởng lên đường đi dự hội nghị vành đai và con đường của ông Tập Cảnh Bình như vậy là nhóm lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam gồm tứ trụ thì đã có tam trụ sang tàu diện kiến. Chỉ còn lại trụ chủ, chủ tịch Quốc hội, vậy trụ này bao giờ mới sang tàu? Đã lên đến tứ trụ thì ai cũng phải tranh thủ đi tàu bởi nó sẽ liên quan đến vận mệnh chính trị của từng người. Được biết vào ngày 27 tháng 3 vừa qua, trong một buổi hội đàm trực tuyến, ông Triệu Lạc Tế, ban thường vụ đại biểu nhân dân Trung Quốc gọi là nhân đại toàn quốc, đã mời ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Cộng sản Việt Nam sang thăm Trung Quốc và chuyến thăm được dự kiến là sẽ diễn ra trong tương lai. Chuyến đi Bắc Kinh lần này của ông Võ Văn Thưởng, ngoài việc diện kiến Tập Cận Bình, thì ông cũng sẽ dự diễn đàn cấp cao Vành đai và con đường lần thứ ba tại Bắc Kinh từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 10 năm 2023. Được biết, Việt Nam còn đang trần chừ chưa thực sự tham gia vào đại dự án Vành đai và con đường do ông Tập Cận Bình bày ra. Nguyên nhân có lẽ bị vấp phải phản ứng dữ dội từ phía người dân Việt Nam bởi Đảng Cộng sản tự dự định cho Trung Quốc thuê ba đặc khu bao gồm Vân Đồn, Quảng Ninh, Bắc Vân Phòng, Khánh Hòa và Phú Quốc, Kiên Giang. Kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của toàn dân. Đảng Cộng sản rất rắn với dân, nhưng họ cũng biết sợ dân bởi nếu bán nước cho công khai thì người dân sẽ bất chấp sự sợ hãi và chống tới cùng. ắt là cộng sản cũng sẽ hiểu điều đó và chuyện gì sẽ xảy ra. Taliban cũng được tham dự hội nghị Vành đai và con đường của Tập Cận Bình. Qua 10 năm thực hiện dự án Vành đai và con đường, thế giới đã nhìn ra cái bẫy của nó. Nhiều nước dính đến dự án này đã phải chấp nhận bán cảng cho Trung Quốc tới 99 năm như cảng Hambantota của Sri Lanka và không biết trung quốc sẽ làm gì với phần chủ quyền trăm năm ấy anh quốc còn tử tế trả lại hồng kông cho trung quốc chứ trung quốc mà thuê đất trăm năm của nước khác liệu họ có trả lại hay không lần này tham dự diễn đàn cấp cao vành đai và con đường còn có lãnh đạo của taliban của afghanistan chính quyền taliban là một chính quyền hung đồ tàn ác xem thưởng dân và chỉ biết đến quyền lợi của chúng chính quyền này về bản chất khá giống với chính quyền cộng sản bởi những loại chính quyền như thế rất dễ bị mua chuộc bằng thứ quyền lợi kinh tế trước mắt hoặc bằng những khoản trao tay mở ám hiện nay việt nam đang đi dây thăng bằng giữa mỹ và trung quốc theo những gì ông hà kim ngọc thứ trưởng bộ ngoại giao nói chuyện tại câu lạc bộ thăng long thì ông ta cũng thừa nhận trước khi tiếp tổng thống mỹ thì phải thăm trung quốc đây là cách để không làm phật lòng trung quốc Thông tin về chuyến thăm Mỹ và việc nâng cấp quan hệ với Mỹ cũng được ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng báo trước với Tập Cận Bình. Việt Nam đang ở trong quỹ đạo Trung Quốc mà không dám cắt đứt ra hẳn. Việt Nam không dám từ chối thẳng thừng những ràng buộc bất lợi do Trung Quốc đưa ra. Việt Nam đang bị kẹt bởi lỡ đu dây nên khó tiến sát về một trong hai đầu. Gần Mỹ cũng không được vì sợ tàu, mà ngay lời tàu hoàn toàn cũng không thể vì dân không thích thế có lẽ vì vậy mà đảng cộng sản cứ một chân trụ hữu danh vô thực như võ văn thưởng đi sang để dự trăng ông trọng cũng có lý do từ chối vì hiện nay sức khỏe của ông yếu thật chính bác sĩ của ông đã xác nhận ông không thể đi và hơn nữa ông cũng chẳng thể tới washington được và đấy cũng là lý do xác đáng để không phải cà lết sang bắc kinh một cách khổ sở như một năm trước đây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Chủ tịch Thưởng sẽ ngồi cùng Taliban trên mâm của tập. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin gánh khoản nợ hơn 461.000 tỷ đồng, Vingroup của ông Vượng trụ được bao lâu? Theo báo cáo tài chính bán niên của tập đoàn Vingroup, hiện nay tập đoàn này đang nợ một khoản tiền lên đến 461.000 tỷ đồng, tương đương với 19,2 tỷ đô la Mỹ. Một con số có thể nói là vô cùng lớn đối với nền kinh tế của Việt Nam. Con số này tương đương 4,8% GDP của Việt Nam cũng theo bản báo cáo tài chính này, vốn chủ sở hữu của tập đoàn VinGroup là 135.000 tỷ đồng, tương đương 5,7 tỷ đô la Mỹ. Vậy thì nợ của VinGroup đang gấp 336% vốn chủ sở hữu. Được biết từ quý 4 năm 2021, thời điểm mà VinFast bắt đầu chuyển làm xe điện thì VinGroup nợ khoảng 268.000 tỷ đồng, tương đương 11,2 tỷ đô la Mỹ. Như vậy chỉ mới sau 18 tháng khối nợ đã tăng thêm 72% so với ban đầu, tương đương 8 tỷ đô la Mỹ. Theo báo cáo tài chính bán niên 2023 thì VinGroup đang nợ tới 461.000 tỷ đồng, tương đương với 19,2 tỷ đô la. Lâu nay VinHome được xem là con gà đẻ trứng vàng cho VinGroup. Dù thị trường bất động sản đang thời kỳ đóng băng, nhưng VinHome không đốt tiền kinh khủng như VinFast. Hay nói đúng hơn, từ khi VinFast chuyển sang sản xuất xe điện thì dường như Vingroup nâng lợn lâm nợ nhiều hơn nữa. Năm 2021, khi VinFast bắt đầu chuyển sang xe điện thì VinFast đã lỗ 1,3 tỷ đô la. Năm 2022 lỗ 2,1 tỷ đô la và trong 6 tháng đầu năm 2023 VinFast lỗ 18.000 tỷ đồng tương đương 750 triệu đô la Mỹ. Hiện nay VinFast vẫn tiếp tục thua lỗ và không biết đến bao giờ mới đạt điểm hòa vốn. Sau khi lên sản Nasdaq vào hồi giữa tháng 8, cổ phiếu của VinFast đã tăng vùn vụt nhưng chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn rồi cắm đầu rơi tự do. Lúc cổ phiếu VFS lên đến 93 đô la mỗi cổ phiếu, tức là số cổ phiếu giao dịch rất ít thì chỉ có 4,5 triệu cổ phiếu trong tổng số 2,3 tỷ cổ phiếu phát hành. Cho nên giá cổ phiếu lúc này dễ bị thao túng. Đến nay, số cổ phiếu được phép bán ra thị trường mới chỉ 80 triệu cổ phiếu, tương đương 3,5% tổng lượng cổ phiếu mà đã rất giá thê thảm đến như thế. Cho nên, việc kỳ vọng của nguồn vốn từ thị trường Nasdaq ắt không được như ý của các nhà sáng lập VinFast. Mới chỉ tung ra có 3,5% lượng cổ phiếu mà giá đã rơi mất đến 2 3 so với mệnh giá phát hành thì rất khó để VinFast vét đủ tiền cho các giai đoạn tiếp theo. Vậy nên, từ thời điểm này trở đi, chủ yếu tiền VinFast đốt là tiền của VinGroup và của cá nhân ông Phạm Nhật Vượng. Vốn chủ sở hữu chỉ là 137.000 tỷ đồng, tương đương có 5,7 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, ông Phạm Nhật Vượng đã cam kết xuất 1 tỷ đô la tiền túi và Vinhome cam kết hỗ trợ 2,5 tỷ đô la cho VinFast đốt tiếp. Việc VinFast lên sàn Nasdaq mà vẫn còn phải trông cậy vào tiền túi của ông chủ, cũng như của các thành viên khác trong tập đoàn, thì điều đấy cho thấy việc huy động vốn trên sản chứng khoán Mỹ không được như mong đợi ít nhất là cho tới thời điểm này cho nên vinfast sẽ vẫn là máy ngốn tiền là kẻ gây nợ cho vingroup mà thôi không xác định được thời điểm hóa vốn thì tương lai vinfast nói riêng và vingroup nói chung sẽ là vô định nếu cổ phiếu vinfast cứ y ạch như hiện nay thì nợ của vingroup sẽ bị đẩy lên cao hơn nữa đó là điều khó tránh khỏi được biết tính thời điểm này tỷ số đòn bẩy tài chính của tập đoàn Vingroup đã lên tới 4,36. Đây là mức rất cao. Đòn bẩy tài chính được hiểu là tổng tài sản chia cho vốn chủ sở hữu. Công ty này vay nợ quá nhiều, nên lãi suất vay nợ sẽ gặm sâu vào lợi nhuận. Đồng thời áp lực trả nợ cũng rất lớn. Được biết, tỷ số đòn bẩy tài chính của tập đoàn Novaland hiện nay là 5,8 và doanh nghiệp này đang phải khốn đốn vật lộn với núi lợ để mà tồn tại khả năng Novaland sẽ ngã sụp trong ngày mai. Vấn đề của Vingroup chính là do VinFast. Câu hỏi đặt ra là với khoản nợ lên đến 336% vốn chủ sở hữu như thế, thì với việc VinFast chỉ biết đốt tiền vì Vingroup có thể cầm cự được bao lâu nữa. Có người thì nhận xét rằng do khoản nợ của Vingroup đã lên đến 4,8% GDP, nên nếu để nó ngã thì rất nguy hiểm cho nền kinh tế Việt Nam. Vì thế, chính quyền của Đảng Cộng sản đang phải tìm cách đỡ cho Vin. Tuy nhiên, với tốc độ đốt tiền của VinFast vẫn khủng như hiện nay, thì tới lúc chính quyền đó cũng phải buông bỏ. Xem ra VinFast là bài toán khó giải cho ông Vượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Gánh khoản nợ hơn 461.000 tỷ, Vingroup của ông Vượng trụ được bao lâu? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de